Đầu video xin chào các chú, các anh và các bạn. Hôm nay lên clip nha. Bây giờ đi móc được mấy món đồ mọi người xem món nào phù hợp trong gia đình, trong cuộc sống thì chốt. Giờ em đi vô giới thiệu từng mẹ một. Mẹ số 1 là một cái xiển nha. Xiển sắt. Đây nó chóc sơn rồi. Xà vẫn tốt này. Cái này chiều dài của nó bề ngang là 8 cm nha. Lưỡi nó là 14 nè, chiều dài tổng thể là gần 30 cm. Rồi mã số 1. Mã số 1 40k. Mã số 2. Bề ngang cũng có một cái xẻng nha. Đây là 9 cm nè. Cái này là 14, chiều dài tổng thể là 29 nha. Rồi mã số 2. Mã số 2 40k luôn. Rồi mã số 3. Cưa lẹn nha, cưa lưỡi còn mới luôn này. Đó, ai cần chốt đủ loại lưỡi hết. Một lưỡi chính với 5 cái lưỡi phụ đây nữa. Đó, thêm 5 cái lưỡi nha. Mã số 3 40k. Mã số 4 nha, cưa của Nhật ấy gì lưỡi cưa. Cái này là lưỡi cưa hả? Lưỡi cưa của Nhật này. Đó. Cưa từng các gạch đó. Mã số 4 50k nha. Bề ngang này là 10,5, cái lỗ nó là 2 cm nha. Mã số 4 50k. Mã số 5 là một cây lục giác nha, lục giác đây là 4 này nhân 100 mm này. Đó, lục giác 4 này. Đầu rồi còn xài ok nha. Mã số 5 40k. Đi mã số 6. Mã số 6 là cây tôi vít lùng nha. Hàng này hàng thường thôi, không phải hàng của Nhật nha. Do không có chữ nghĩa đó, mũi nó này. Ai cần thì chốt nha. Mũi đây là không phải mũi của nó mà mũi của em lờm, mũi của hàng bãi á, đó. Xoay bình thường nha, đó, đã chiều này. Đó, chiều về. Đó, đã chiều bình thường nha. Mã số 6 50k. Đi mã số 7. Mở rất răng nha. Cái này là MC này. MC, chiều dài của nó là 150 mm, 15 cm á. Mấy cái này á mọi người mua về bỏ cốp xe á, đi đường có ốc ép nó rơ rồi mình có xe thể xe xiết vô nha. Đó, cái này rất là nhỏ gọn luôn. Hàng của Nhật này. Rồi mã số 7 120k. Mã số 8. Cái này là 20 cm nha, hàng Mitsubishi này. Đó. Cây còn tốt luôn. Cái này chiều dài của nó là 20 cm nha. Mã số 8. 120k. Đi mã số 9. Cái này thương hiệu của Hit nha. Kiểu một quẹ này, thương hiệu của Hit này. Cho mọi người xem răng nha. Răng còn xài tốt nha. Cái này nó bị chóc cái xi thôi. Xi ngoài thôi, còn răng miệng thì còn tốt. Đó. Cái này chiều dài của nó là 25 cm nha. Mã số 9. 90k. Anh đi mã số 10. Một cây kẹp càng cua này, cái này hàng Fuji nha, Fuji của Nhật này. Cái này chiều dài của nó 17,5 nha, 17,5. 17,5. Mã số 10 150k.
đi mẹ số 11. Kìm điện nha, kìm điện này. Cái này vừa cắt này, vừa vặn ốc reset nha. Đó. Răng hàm còn tốt này. Chiều dài của em này 21 cm nha. Mã số 11. 70k. Đi mã số 12. Rồi cây kìm này là full da nha, hàng Nhật này, răng mẻ nha, răng mẻ. Xài được cái nghèm nha, xài được cái nghèm. Phía sau có cái bấm cốt nha. Cái này mỗi cái răng là mẻ thôi. Chiều dài của nó 21 cm. Mã số 12. 60k nha. Mã số 13. Mã số 13 cũng là một cái kìm full da này. Chính giữa của nó có cái lỗ nha mọi người, lỗ tuốt dây điện này. Này để em cắt thử nha. Đó, nó có lỗ tuốt dây điện này, nó còn tuốt ra dây đã. Nhưng mình cắt như thế này là nó tuốt bên kia. À, giờ muốn cắt đây đó, mình chừa vậy để xét vậy. Cắt vẫn còn bén nha. Xem mấy thằng Nhật nó làm cái lỗ tuốt dây điện, nó làm ở chính giữa đó ta. Sao nó không làm ở góc hay ở đầu cũng được. Răng miệng thì đẹp á, nhưng mà có cái lỗ chính giữa với nghiệt chứ. Rồi mã số. Cái này chiều dài của nó là gần 19 cm nha. Mã số 13. Mã số 13 100k. Đi mã số 14. Mã số 14 là cái kìm cắt của Nhật nha. Đó. Cái này chiều dài của nó. Chiều dài của cây này là 13 cm nha, 13 cm. 13 13,5 gì đó. Nè, cắt cho mọi người xem nha. Đó. Cắt rất là ngọt luôn. Sau này nó có mấy cái lỗ tuốt dây điện nha mọi người, chứ không phải lỗ, không phải mẻ đâu nha. Nó hai cái, có hai cái lỗ đây. Cái này xài còn tốt. Nó hơi rít tí mọi người, về mà nhỏ ít nhớt vô nha. Mã số 14 50k. Rồi mã số 15. Kìm mũi nhọn nha. Tay cầm chống trượt này, đó. Chiều dài cây này 15 cm nha. Cây này có răng nha mọi người. Này dính đất nha, về chè ra. Mã số 15 60k. Mã số 16. Rồi một cái kìm về Victor nha. Hàng của Nhật này. Đó. Cái này thì còn đẹp nha, để cắt cho mọi người xem nha. Đó. Rất là ok nha. Cái này chiều dài của nó 16 cm. Mã số 16. 60k nha. Đi mã số 17. Một cái kìm nha. Kìm này dùng làm gì không biết nha, nó có hai cái rãnh chính giữa nha. Đó. Kìm này của Nhật này, có chữ đây luôn. Mã số 17 50k nha. 50k. Chiều dài của em này á là 17 cm nha, tay cầm chống trượt luôn. Mã số 18. Hai cây kéo của Nhật nha. Đó, hai cái kéo của Nhật. Kéo này dùng để cắt giấy hay là cắt dây nhựa nhợ gì đó. Rồi cái này là bếp nha, của Nhật này. Có chữ Japan đây. Đó, Japan này. Đây cũng có chữ Japan luôn này. Kéo không đẹp nha, không mẻ nha. Rồi một cặp kéo nha mọi người. Mã số 18.
80 ke, mã số 19. Mã số 19 cũng một cặp kéo của Nhật luôn này. Đây, cây này dùng để cắt giấy, cắt giấy, cắt gì dây đó. Cây này làm bếp được này, hàng của Nhật này. Lắc cover Japan nha. Chữ Japan hả? Kéo này rất dài luôn, lưỡi con đẹp nha. Cái này chiều dài của nó 25 cm nha. Rồi một cặp kéo. Mã số 19. Mã số 19 80 ke. Mã số 20. Kìm cộng lực nha. Răng miệng này còn tốt nhưng mà nó bị cái lò xo đây nó bị lỗi đó. Đó. Cắt bằng tốt nha. Để em cắt thử cho mọi người xem nha. Đó. Đó, cắt ok nha. Mỗi tội cái răng cái lò xo nó bị lò xo đây nó không đập nhẹ nha. Nhưng mà cắt còn ok. Ai cần thì chốt. Cái này của Nhật nha, cái gì xin khay à, xin khay của Nhật nha, hàng Nhật. Mã số 20. 70 ke. Đi mã số 21. Này của Nhật này, Japan này. MC nha, MC răng miệng này. Đó. Em cắt thử được thép B10 nha. Này nó hơi chặt đấy, mọi người về nhỏ nhớt cho nó bôi trơn nha. Đó, cắt ok nha. Nè, cắt cỡ câu ok nè. Đây bấm cỡ cắt cỡ phi 4 phi 5 vậy nha. Đó. Cho phi 4 đi. Cái này chiều dài của nó là 30 cm nha, 30 cm. Mã số 21 150 ke. Đi mã số 22. Rồi, cái kìm này. Cái này không biết dùng để cắt cái gì đây. Đó, răng miệng khít này. Thấy nó răng miệng nó còn ok á. Mà người ai cần thì mua về sửa lại nha. Mài rồi dũa gì đó. Ép cho nó chè cho đẹp. Mã số 22 50 ke nha. Cái này chiều dài của nó 20 gần 22 cm nha. Mã số 22 50 ke. Đi mã số 23. Kéo cắt nha, kéo cắt này. Cái này nói chung là chưa vệ sinh gì hết đó, nó miệng lưỡi nó như thế này. Không mẻ nha. Đó, răng miệng khít này. Kéo Nhật này, chữ đó luôn. Cái này chiều dài của nó 24.5. Mã số 23. 23 80 ke. Đi mã số 24. 24. Kéo cắt may nha, kéo cắt may. Để em test vải cho mọi người xem nha. Đây là kéo Nhật nha, kéo cắt may của Nhật này. Vải đúng không? Cuộn lại này, cuộn lại mấy lớp này, cắt coi thử bén nha. Đó. Rất là nhiều lớp luôn. Rất là bén nha. Cái này người người mua về vệ sinh là chè cho nó đẹp nha, chữ nghĩa có này. Cái này chiều dài của nó 24.5 nha. Mã số 24. 70 ke. Đi mã số 25. Rồi kéo của Nhật luôn. Đấy. Rồi test vỏ cho mọi người xem nha. Đó, cuộn mấy lớp cho nó dày luôn này. Cắt xem nó có bén nha. Đó. Đó, cắt rất là ngọt luôn nha. Kéo Nhật kìa. Đây lượm về thôi. Mọi người về mới về sinh sơ qua. Nên mọi người về mua về là chỉnh sửa vệ sinh cho nó đẹp nha.
chủ yếu là đầu nó không gãy này, đó, kéo kít này. Mã số 25 70 ke. Cái này chiều dài của nó hai mươi lăm phẩy năm nha. Em đi mã số 26 26 10 cái giũa nha, giũa tam giác đó, giũa tam giác này còn mới luôn này. 11 cái hay sao á, 2 4 6 8 10 11 cái giũa nha, 11 cái giũa, giũa tam giác. Chiều dài của giũa này là 16 cm nha, 16 cm. Mã số 26 26 100 ke. Đi mã số 27. Dao nhỏ nha, dao đó, dao. Dao này dùng để gọt trái cây, cắt hành ngò đó. Đây là 9,5, chiều dài của nó là 19,5 nha. Mã số 27 50 ke. Mã số 28 mũi khoan bê tông này. Đó, đây còn mới luôn này. Chui gà nha. Mũi đây mũi 6. Chiều dài cây này á hả, em coi thử. Đo thử nha, 16 cm nha. Đó, chui gà, đầu mũi con mới nha. Có bao bị độ ok luôn nè. Đó. Rồi mã số 28 30 ke nha. Đi mã số 29. Cái này mũi 14 nha, mũi 14. Nè, đầu mũi con mới luôn nè. Cái này chiều dài của nó 21 cm nha. 21 cm. Mũi 14 nha. Chui gà luôn. Mã số 29 40 ke. Đi mã số 30. Cái giũa Nhật nha, giũa Nhật, ai cần thì chốt nha. Kén tay cầm luôn, giũa ok luôn. Giũa tròn, cái này chiều dài nó gần 30 cm nha. Mã số 30. 30 50 ke. Đi mã số 31. Rồi một cây kéo cắt tôn nha, kéo bướm nha. Đó. Cây này thì nó cái mặt lưỡi nó không được đẹp nhưng cắt còn ok nha. Em lấy lấy bìa cực tông các mọi người xem nha. Đó, các ok này, cái này cũng Nhật nha, chữ nghĩa này. Nói chung cái này thì phải chè lại nha, ai mua về chè và cho nó mới thì ok thôi, không để mài xài cũng ok luôn. Cái này gần 19 cm nha. Đó, kéo Nhật nha, kéo Nhật nha, kéo bướm của Nhật này. Đó. Mã số 31 31 80 ke nha. Đi mã số 32. Đây cũng kéo của Nhật này. Các bìa cực tông cho người xem đó. Cái này cái mũi đầu mũi nó không được bén nha, về mà lại. À, cũng bén mà. Các này. Đầu mũi này. Để mà thêm một chút nữa nha. Đó. Cái này chiều dài của nó 19 cm nha. Mã số 32. 32 90 ke. Mã số 33. Kéo của Nhật luôn này, kéo của Nhật đó. Cái này thì cũng thấy cũng đẹp nha. Mình cắt thử mọi người xem. Đó, bén. Cái này bén nha.
Cái này chiều dài của nó. Chiều dài của em này là 18 cm nha. Mã số 33. 33 100k nha. Răng miệng này. Đi mã số 34. Mã số 34 nha. Cũng một cái kéo bướm nha, của Nhật này. Đó, các cũng nói chung cũng được đó. Cũng bé hơn thì về mà lại chốt nha. Rồi em tút tút sơ qua thôi. Cái này chiều dài của nó là 18 cm nha. Mã số 30. 34 chứ, mã số 34. 34 nha. 34 80k. Đi mã số 35. Hai kéo nha, hai kéo bấm cành. Đây kéo made in Japan này, đó, hai kéo. Cái này về chỉnh sửa lại nha mọi người. Cái này chỉ mua thôi. Chưa vệ sinh vệ xiết gì hết. Đó, răng miệng khít này. Ai cần thì chốt nha, cặp á. Cái này và hai cây này nó chắc cũng chiều dài chắc ngang ngang nhau thôi. 17,5. Lò xo lò xiết đầy đủ nha. Lò xo chiết chốt chiết đầy đủ. Ai cần thì mua về chỉnh sửa lại mà dùng nha. Mã số 35 70k. Mã số 36. Rồi hai cây này thì mua về dùng thôi, không cần phải chỉnh sửa luôn nha. Của Nhật hết. Cây này của Sabatin này, Sabatin của Nhật này. SK5 Japan nha, hai cây. 1 tỉa một bấm này. Đó, 1 tỉa một bấm nha. 1 tỉa một bấm, một cặp. Chốt gai rồi đầy đủ nha. Một cặp. Mã số 36, 36 150k nha. Đi mã số 37. Hai cái cà lê nha. Grisin này. Hàng Grisin này. Đây là cà lê 11 nha. Có nút nhấn đảo chiều luôn này. Cái này thì không có nha. Cái này là 5/8 ha, 5/8 là 16. Còn đây là 11 nha, 7/16. 11. Hàng Grisin nha. Đó. Đều mới luôn. Cặp. Rồi mã số 30. 30 70k nha. Mã số 3. Đó, nhầm nha mọi người. Không phải mã số 30 nha, để em coi thử. Mã số này là mã số bao nhiêu ta? 37 rồi, quên. 37 nha, một cặp cà lê nha. Mã số 37 một cặp cà lê là 80k. Mã số 38. 38 cần 3/8 nha, cần 3/8 này. Cần sắt nha. Đảo chiều rồi cũng ok luôn này. Đó. Còn 3/8. Xài còn tốt nha. Mã số 38 50k. Đi mã số 39. Còn trượt BST của Nhật này. Cái này xài thì chừng này cho hư. Đó. Bền. Cái này chiều dài của nó 30cm nha. Mã số 39. 39 100k. Mã số 40. Một cái màu LED KTC nha. Hàng KTC là mọi người biết rồi. Rất là tốt luôn. Chiều dài của nó 200mm. Đó. Ký hiệu Nhật này. Đó. KTC nha. Răng miệng đẹp luôn này. Màu LED còn mới đẹp nha. Ai cần thì chốt.
chiều dài là 20 cm này, nhỏ chút nhớt cho mọi người. Mua về nó bỏ bãi lâu ngày á nên nó hơi rít tí. Đồ rơ rất là ít luôn. Mã số 40 120 k, mã số 41, 4 cái tôi vít cổ nha. Hàng về sale này, đầu rồi còn đẹp nha mọi người, đầu đẹp tuyệt đối luôn. Đi bãi lửa rất là kỹ nha, đầu đít đồ nó rất là đẹp luôn. Cây ngắn là chiều dài cho nó 17 cm đi, gần 17 cm. Cây lớn là 22, hơn 2 xíu. Đó, 4 cây tôi vít nha, 4 cây tôi vít chỉ có 70 ke thôi. Mã số 41, 70 ke. Đi mã số 42, mã số 42 thước nha, thước đây là cái thước đo này, thước này là cho 70 cm đi, chưa tới 1 mét nha, 70 cm nha. Cái này là phải nhỏ nhớt vô nữa nha cho nó trơn nha. Đó, chữ nghĩa rõ ràng nè. Cái này thì mình có thể có cái móc chìa khóa này, khi nào cần là mình lấy ra đo gì. Cái này cho 70 cm hả. Đó, thước của Nhật này, móc chìa khóa vô, bỏ vô cái móc khóa cần thì đo nha. Mã số 42, 30 ke. Đi mã số 43, mã số 43 là một cái chảo, cái khuôn nha, khuôn hình ngôi sao. Đó, mình cần làm cái bánh gì vậy, mình bỏ vô là ok thôi. Rất dài luôn nha mọi người. Mã số 43, 60 ke. Đi qua mã số 44 là một cây kéo bấm với một cây kéo tỉa nha. Đó, ai cần thì chốt. Là sau là siết ok này. Cây kéo tỉa bonsai này là 15,5. Cái kéo bấm này là 10 gần 18 nha. Đó, ai cần thì chốt. Coi miệng này, miệng răng miệng nó chưa mẻ nha. Mã số 44 80 ke. Đi mã số 45. Thôi khỏi hai cái cuối là không cần mẻ nha. Ai mua thì chốt liên hệ nha. Máy chè nhám rung này còn mới luôn này. Hàng Takita nha. Thông số nó là bên đây. Xài điện 100 nha, 100V. 220W, 50 đến 60 Hz. 2,3 A. 12.000 trên min nha. Đó, hàng của Nhật này. Xài điện 100. Đó, chè nhám rung nha. Hàng còn đẹp luôn. Takita nha. Rồi một cái mày gì? Cái này là hai lưỡi hả? Này hai đá, máy mài hai đá nha, máy mài hai đá, hàng Toshiba nha, Toshiba xài điện 110 luôn. Đó, ai cần thì liên hệ nha. Rồi cuối video em xin cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh của em. Em xin dừng clip tại đây nha. Bữa nay trời mưa gió bão bùng nên hàng hóa nó cũng không có nhiều đâu. Ai cần gì thì chốt nha. Hàng đây là lấy về rồi, để dày. Chưa vệ sinh, chưa
nói chung là mới tút qua sơ sơ thôi, còn mọi người về chè chiết rồi cho nó mới hoặc để đó, muốn bén thì mài thêm chút nữa hả cho nó sắc nha. Rồi cuối video em xin dừng clip ở đây, cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh của em.